Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm một video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc hai ông ngựa thờ bằng chất liệu gỗ Mita. Hai ông ngựa này là được làm bằng gỗ Mita và ghép đặc. Đây là hàng đặc của dòng họ Nguyễn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thì trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về phần mộc. Thì hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện xong. Tôi làm video clip giới thiệu tới dòng họ Nguyễn cũng như là quý khách hàng trên toàn quốc biết được về cái dòng sản phẩm ngựa thờ. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành chuyên nhận tạc ngựa thờ, tượng thờ để đáp ứng cho đình chùa, miếu mạo, nhà thờ tư gia, nhà thờ lớn. Thì các bác ở Nghệ An, các bác cũng đã xem rất nhiều các cái video trên YouTube về sản xuất ngựa thờ, nhưng các bác đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để làm uy tín. Uy tín chất lượng là hàng đầu, thì các bác đã đi hơn 200 cây số, các bác đã về tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để đặt hàng. Thì chúng tôi cũng làm với cái khả năng, hết khả năng của mình để đáp ứng cái hàng chất lượng ra thị trường. Trong clip này quý vị có thể phân biệt được cái hàng chợ với cái hàng đặt hàng kỹ thì nó khác biệt nhau như thế nào. Thì toàn bộ là chúng tôi ghép và ghép đặc bằng gỗ Mita, và bờm ngựa này chúng tôi cũng làm bằng gỗ, chúng tôi không làm cước, chỉ riêng phần đuôi là chúng tôi mới làm cước. Toàn bộ cái phần đục nổi bên trên được đục tay thủ công 100%. Toàn bộ mắt này là mắt thủy tinh. Hai ông ngựa thì một ông sơn màu hồng, một ông sơn màu trắng. Và được biết đây là hai ông ngựa thờ để thờ quan Nguyễn Xí, Thái phó Cương Quốc Công. Quan Nguyễn Xí này được đánh giá như là Gia Cát Lượng, chỉ sau vua. Thì trong mùng 9 âm lịch này chúng tôi sẽ bàn giao cho dòng họ hai ông ngựa. Thì quý vị ưng mẫu ngựa thờ này, quý vị có thể liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái kích thước của ngựa thờ và mẫu mã. Toàn bộ phần yên ngựa và phần ức ngựa, bờm ngựa chúng tôi thiếp vàng Đài Loan, và kèm theo đó là sơn son phần yếm, phần chân thì chúng tôi sơn chì, và phần giá thì chúng tôi sơn son. Toàn bộ phần đuôi này chúng tôi làm bằng đuôi cước. Trên thị trường thì đang xuất hiện rất nhiều các cái hàng chợ đó là ngựa rỗng, và các cái cơ sở đồ gỗ thì ghép rất là mỏng, chỉ dày độ 1,5 phân đến 2 phân. Những cơ sở đồ gỗ Yên Lanh làm ghép là nguyên cái thành là đã dày 15 phân rồi. Thì quý vị nên kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách không nên mua cái hàng sơn có sẵn vì quý khách không phân biệt được bên trong là chất liệu gỗ gì. Chúng tôi nên khuyên quý khách là nên kiểm tra mộc trước khi sơn, nên về tại cơ sở để kiểm tra phần mộc, chất liệu gỗ cũng như là kích thước và dáng. Nói về làm tượng và ngựa thì quan trọng đầu tiên phải là cái dáng, sau đó mới đi đến chất liệu gỗ. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để có thể xem thêm các cái video đồ thờ cúng bằng gỗ như tượng thờ, ngựa thờ và khám thờ. Tất cả đồ thờ liên quan bằng gỗ thì đều phát được địa chỉ tại kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh trên YouTube hoặc qua Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh, quý vị có thể xem thêm được hình ảnh. Để làm được một đôi ngựa thờ này rất là kỳ công và vất vả. Đảm bảo các cái quá trình nó phải gỗ được khô thì mới sơn. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.